Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em mình nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên em là không kiểm không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Hàng quay sao gửi hàng cho em như vậy chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size luôn cho anh em. Hôm nay làm cho anh em clip là giới thiệu chi tiết cho anh em mẫu kẹo chì FBG Gun hàng nhập trung, hàng cao cấp nhất hiện tại mình đang bán. Thì anh em quan tâm cái sản phẩm này, anh em nhớ phải ấn đăng ký kênh, like video để lại bình luận giúp em. Ấn đăng ký kênh để lại bình luận giúp em. Thì như anh em đã biết, cái hàng nhập trung này là hàng của Trung Quốc. Cái hàng FBG Gun này thì em giới thiệu khá là nhiều rồi, tùy từng lô. Thứ nhất là cái khuôn ấy, thì bây giờ mình nói luôn là cái này có hàng có cái khuôn rẻ nhé. Ra là khuôn Việt Nam về ấy, thì có khuôn rẻ và khuôn đắt, kẹo này cũng như vậy. Thì cái hàng FBG Gun này thì cũng có lúc là khuôn mới, xong rồi khuôn chuẩn bị tầm làm giữa giữa rồi, xong chuẩn bị đến thanh lý thì nó sẽ khác nhau. Những cái lô là anh em lấy kẹo đẹp ấy thì anh em lấy liền 2-3 kg đi. Đấy, không tránh tình trạng nó về theo lô, chứ cái này em không, cái ngoài tầm của em. Đấy, cái này em không được chọn. Nên là người ta gửi về cho em như lô nào nhưng mà vẫn độ trụ của nó, độ trụ bắn vẫn ngon, vẫn ok. Đấy, nhưng mà tùy theo lô khuôn nó sắp hỏng rồi nó sẽ khác đấy, nhưng mà kẹo thì vẫn bao luôn cho anh em, chất lượng thì bạn bao luôn cho anh em tầm 100-120 mét là chuyện bình thường. Anh em chơi FBG Gun nhiều, anh em biết hàng nhập trung là hàng cao cấp duy nhất nhất hiện tại thị trường bây giờ hiện tại em bán. Giờ những cái hàng mẫu nhập GFB, Diabolo các kiểu thì nó không về ra nữa, tại vì nhập rất ít, tại vì cái giá thành nó cao, chênh lệch nhau khá nhiều. Mỗi một hộp đấy là 800.000 mà chỉ được 250g thôi đấy, còn cái hộp này là 500g là nửa cân đấy. 1 kg này em đang bán với giá là 450.000 đấy. Thì thông tin mà chi tiết anh em mua kẹo chì thì anh em liên hệ trực tiếp mình, hàng FBG Gun em đổ xỉ cho anh em. Anh em mua năm giá 5-10 kg em sẽ đổ xỉ cho anh em giá xỉ đấy. Thì nhớ ấn đăng ký kênh, like video để lại bình luận giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào em, gặp lại.